tại sao chúng ta lại nên marketing ở trên nền tảng TikTok? Bởi vì chúng ta cần phải hiểu một điều rằng là ở nơi nào có đông người tiêu dùng của chúng ta thì đó là nơi để chúng ta làm marketing và nơi mà để chúng ta bán hàng. Vậy thì ở trên TikTok hiện tại thì chúng ta thấy dù đây là một cái mạng xã hội mới nhưng có một tốc độ phát triển rất là nhanh, phát triển rất là mạnh và hiện tại đang đứng ở top đầu trên thế giới về cái tốc độ phát triển của mình. Và trong cái thời gian vừa qua thì khi mà Linh ứng dụng cái nền tảng TikTok thì để đạt được 1.100.000 cái follow đó thì Linh chỉ mất có 5 tuần. Đúng 5 tuần thì Linh đạt được hơn 1 triệu follow. Trong lúc đó ở trên kênh YouTube, Linh mất cả 1 năm, 2 năm, 3 năm vẫn chưa đạt được cái 1 triệu follow. Và ở trên Facebook thì cũng chỉ mới được là 300.000 lượt follow. Dù đó là mình làm mất cả gần 1 năm trời. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng là những cái mạng xã hội. Vậy thì nền tảng TikTok hiện tại đang có một cái tốc độ phát triển rất là tốt. Và hiện tại ở trên TikTok làm cho cái người sáng tạo nội dung họ cũng ít hơn. Và chính vì vậy nên cái sự cạnh tranh nó ít hơn. Nên là mình vào đó mình làm cái nội dung thì mình sẽ có một cái tốc độ nó phát triển nhanh hơn. Và lúc này vì là một cái nền tảng mới nên chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ từ việc đội ngũ support của TikTok. Người ta sẽ hỗ trợ chúng ta nếu chúng ta có những cái nội dung tốt, những cái nội dung hay, thì cái việc mà chúng ta tăng cái lượt follow, tăng cái lượt xem lên nó sẽ nhanh chóng hơn và nó tốc độ hơn so với những cái nền tảng như là Facebook hay là về YouTube. Nhưng không có nghĩa rằng là Linh sẽ bỏ Facebook và YouTube, Linh vẫn triển khai cả Facebook và YouTube. Nhưng Linh muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Đây là một cái nền tảng rất mới và đang được sự hỗ trợ từ cái đội ngũ của TikTok nên là tốc độ phát triển chúng ta tốt. Cái thứ hai đó là cái người sáng tạo nội dung tham dự ở trong cái môi trường TikTok nó cũng ít hơn. Ví dụ như chúng ta lên trên YouTube thì chúng ta thấy có hàng triệu, hàng trăm ngàn cái người mà sáng tạo nội dung ở trên đó. Nên cái sự cạnh tranh của chúng ta sẽ rất là khốc liệt. Và ở trên Facebook thì nó cũng y chang như vậy. Trong lúc đó TikTok thì chúng ta hoàn toàn có thể làm ra được. Và nó giống như là gì ạ? Chúng ta mở ra một con đường mới cho mình thì lúc đó chúng ta làm nó sẽ nhanh hơn, nó hiệu quả hơn. Nhưng cái rào cản mà phần lớn mọi người chúng ta nghĩ rằng là TikTok bây giờ vẫn chưa thể làm được bởi vì là chúng ta thấy rằng là TikTok là người trẻ nhiều quá, trẻ con nhiều quá. Nhưng thực tế rằng nếu những chúng ta đang xem những cái video, chúng ta có phải là những người lớn, có phải là người lớn của chúng ta vẫn đang xem TikTok đúng không? Vậy thì cái quan trọng đó là chúng ta làm ra cái nội dung như thế nào nó sẽ hướng tới đối tượng người dùng đó. Vì hiện tại ở TikTok Việt Nam có khoảng 13 triệu người dùng. Và chúng ta biết là 13 triệu người dùng thì đó là một con số nó không hề nhỏ một chút nào hết. Và chúng ta biết rằng là cái trẻ con nếu mà có dùng TikTok thì cũng là dùng điện thoại của bố mẹ. Vậy thì bố mẹ người ta vẫn thi thoảng người ta vào đó người ta xem. Và trong quá trình mà Linh triển khai cái kênh của mình đấy, và nội dung của Linh đó là nội dung dành cho đối tượng là doanh nghiệp, đối tượng là câu chuyện làm việc ở văn phòng của người sếp với một người nhân viên. Và Linh xoay quanh về những cái câu chuyện đó đó, thì lúc đó Linh thu hút toàn những đối tượng nào? Đó chính là những người doanh nhân, những người đã kinh doanh hay là giới văn phòng. Và đó là cái đối tượng nhiều. Và trong những cái lần mà Linh lên quận nhất là mình đi uống cà phê này, rồi mình vào khách sạn 5 sao mình ăn tối. Và khi mà mình vào những nơi đó đó thì cũng rất nhiều người người ta nhận ra mình, người ta biết mình, người ta coi những cái clip của mình và người ta lại bắt tay người ta cảm ơn, người ta nói mình có những cái nội dung hay rồi chia sẻ. Vậy thì mình thấy rằng là cái nội dung của mình đó là nó trẻ con rất là ít người xem và chủ yếu là những người mà người đã lớn tuổi, chủ yếu là những người đã kinh doanh, chủ yếu là những người mà cái đối tượng mà người ta cũng thuộc về cái phân khúc cao cấp, người ta xem mình cũng rất là nhiều. Vậy thì chúng ta thấy rằng là TikTok chúng ta cần phải bỏ đi cái suy nghĩ là nó không phải là dành cho đối tượng trẻ con. Và bất kỳ một cái mạng xã hội nào thì vẫn luôn có đối tượng này, đối tượng kia. Và theo thời gian thì nó cũng sẽ phát triển. Giống như Facebook của ngày xưa, chúng ta thấy rằng là Facebook ngày đầu đó thì cũng chủ yếu là sinh viên thôi. Nhưng sau đó thì có thêm giới văn phòng, rồi sau này nữa là có giới doanh nhân, rồi sau nữa thì bắt đầu là toàn xã hội người ta dùng về Facebook. Và Linh tin rằng TikTok trong cái thời gian sắp tới nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ tăng trưởng dần và dần dần mọi người sẽ đều xài. Vậy thì chúng ta bắt đầu sớm, chúng ta làm sớm hơn thì lúc đó chúng ta có cơ hội thành công đó cao hơn và chúng ta có tốc độ phát triển mạnh hơn và chúng ta định hình được sân chơi cho mình ở trên nền tảng đó là TikTok thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra được một cái lợi thế riêng. Ví dụ điển hình trong cái thời gian vừa rồi Linh cũng build là khoảng 3 kênh và đều có tốc độ phát triển rất là tốt và hiện tại là một kênh đã 1,3 triệu lượt theo dõi và còn hai kênh khác là khoảng 300 và 500 ngàn cái lượt follow và tốc độ phát triển rất là nhanh và trong cái thời gian tới Linh cũng sẽ triển khai thêm cho nhiều anh em trong đội nhóm của mình để mọi người có được cái tốc độ phát triển. Và cái nội dung ở trên TikTok như thế nào thì Linh sẽ nói ở những cái nội dung sau. Nhưng cái đầu tiên Linh muốn chia sẻ với anh chị đó là tại sao chúng ta lại nên sử dụng nền tảng TikTok để mà chúng ta làm về marketing, để chúng ta triển khai về kinh doanh. Và đặc biệt với kinh doanh của Nu Skin của chúng ta thì điều này nó lại cực kỳ quan trọng.
Bởi vì sao? Trong kinh doanh của Nu Skin thì chúng ta có hai phần. Phần đầu tiên đó là chúng ta phát triển về hệ thống. Thì phát triển hệ thống thì chúng ta có thể làm những nội dung nói về marketing, nói về bán hàng, nói về kinh doanh, nói về nhân sự. Nói về cơ hội kinh doanh thì chúng ta có thể chia sẻ những cái nội dung đó, và cũng rất nhiều người ta muốn học những nội dung đó thì chúng ta có thể xem để chúng ta phát triển ra đối tượng, đó là từ đối tượng lao động là ví dụ như từ 20 cho đến 30, tùy thuộc vào cái đối tượng chúng ta tuyển dụng đó là ai. Và có mức đối tượng thứ hai nữa, đó là đối tượng người dùng. Ví dụ như người ta dùng sản phẩm, đúng không? Người ta dùng sản phẩm như là kem răng hay là lăn khử mùi Sion, hay là về máy rửa mặt, máy Lumi, và rất nhiều cái sản phẩm. Thì mỗi cái sản phẩm như vậy họ có một cái phân khúc, có một cái đối tượng khách hàng, và chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều cái góc nội dung khác nhau để chúng ta tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Vậy thì ở trên nền tảng TikTok cũng sẽ giúp chúng ta vừa có thể phát triển được hệ thống, chúng ta vừa có thể bán hàng được. Và trong cái thời gian vừa rồi thì Linh đã có sự phát triển, đó là Linh có những cái bài post rất là đơn giản thôi, nhưng Linh bán được hơn 1.000 cái kem đánh răng AP24. Và bên cạnh đó máy rửa mặt Linh cũng bán được, và những sản phẩm khác mình vẫn đều bán được bình thường. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta làm được cái điều đó thì trong những cái video kế tiếp Linh sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị. Và hôm nay thì Linh trong cái đoạn clip này muốn chia sẻ với anh chị, đó là vì sao chúng ta lại kinh doanh, vì sao chúng ta lại marketing ở trên kênh TikTok. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị.